Huấn luyện viên Mai Đức Chung và ban huấn luyện nhắc nhở toàn đội tạm quên đi các trận đấu trước đó để tập trung cho trận tiếp theo. Tôi và các đồng đội sẽ tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện đề ra và cố gắng thi đấu tốt hơn tại trận gặp đội tuyển nữ Hà Lan, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự nói trước buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam. Ở trận đấu với Bồ Đào Nha, do khao khát ghi dấu ấn ở World Cup, các nữ tuyển thủ Việt Nam mất bình tĩnh và không giữ được kỷ luật chiến thuật trong nửa đầu hiệp 1. Tranh thủ khoảng thời gian này, đội tuyển Bồ Đào Nha ghi 2 bàn. Sau đó, Huỳnh Như và đồng đội tập trung trở lại, chơi tốt hơn nhưng không thể lật ngược tình thế. Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Hà Lan. Cuộc đối đầu với đương kim Á quân thế giới cũng là màn chia tay World Cup nữ 2023 của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Các cầu thủ, đặc biệt là những người ít được ra sân ở hai trận trước, đều rất nỗ lực để được trao cơ hội thi đấu. Nếu cố gắng luyện tập thì ban huấn luyện sẽ nhìn thấy và tin tưởng trao cho mình cơ hội. Ban huấn luyện cũng tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự nói. Nếu được trao cơ hội thì tôi sẽ nỗ lực hơn nữa. Từ các trận đấu vừa qua, tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân, không thể cầm bóng lâu, sẽ bị đội bạn áp sát và có thể dễ dẫn đến chấn thương. Trong các tình huống đó, tôi sẽ cố gắng chuyển ban bật, phối hợp tốt hơn với đồng đội. Toàn đội đều sẽ cố gắng vì ai cũng kỳ vọng sẽ được thi đấu, cống hiến vì màu cờ sắc áo. Tham dự World Cup nữ là niềm vinh dự lớn. Không chỉ riêng tôi mà nhìn chung đội tuyển nữ Việt Nam là những cô gái có thể hình nhỏ bé nhưng tinh thần, sự đoàn kết và niềm tin chiến đấu luôn rất lớn.